Thì ngày mai thì chúng tôi mới giảng cái chuyên đề này, nhưng về cái công tác đạo sự, cho nên tổng giám thị cung Nguyễn Chiển, quý vị biết không, là ngày hôm qua là tôi phải từ Phong Hòa chạy lên xã lớp học ở xã An Phong, huyện Thanh Bình giảng xong thì sáng nay tôi phải chạy qua lớp ở Phú Thượng A, giảng lớp Phú Thượng A xong thì chạy về đây giảng xong phải chiều phải chạy về Phong Hòa, sáng ngày mai giảng ở Phong Hòa. Cho nên cái công tác đầu sự nó khích khao vì đã dạy mà ban giám thị cũng Nguyễn Chiển, thì cũng mong quý vị quan hệ thông cảm đó, quý vị có thông cảm không à. Dạ, xin chân thành cảm ơn. Thì kính thưa quý vị, ở cái bài học này thì bây giờ mời quý vị lấy tài liệu ra, lật ra trang 44. Thì trong cái bài giảng này chúng tôi sẽ căn cứ trong tài liệu, chúng tôi giải thích ra cái phần nào trong tài liệu có thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị đánh dấu vào, còn phần nào không có thì chúng ta đã ghi lên bảng ha, ghi lên bảng. Và sau khi mà giảng xong rồi thì chúng ta sẽ tóm ý bài giảng một lần nữa để giúp cho quý vị học viên tối nay về làm bài được dễ dàng và đầy đủ hơn. Quý vị đồng ý không ạ? Xin cảm ơn. Và có một điều thì nhận thấy lớp học chúng ta đó, mấy em học viên dự thính rất là đông, vì vậy mà đề nghị mấy em phải chăm chú lắng nghe trong quá trình mà tôi giảng bài, mà thấy em nào mà nói chuyện thì tôi sẽ mời em nói đứng lên tôi hỏi, trả lời đúng thì được thưởng, còn trả lời sai thì bắt quỳ hương một cây nhang, lên trên chùa chẳng quỳ hương một cây nhang à, mấy em à, cho nên mấy em phải chăm chú lắng nghe nha, còn nếu trả lời đúng thì được thưởng. Rồi bây giờ kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta cũng như là học về bài tứ ân. Thì tứ ân còn gọi là tứ đại trọng ân, có nghĩa là bốn cái ân lớn rất là nặng, cho nên gọi là tứ đại trọng ân. Và trong tứ ân đó gồm có: một là ân tổ tiên cha mẹ, hai là ân đất nước, ba là ân tam bảo, bốn là ân đồng bào và nhân loại. Thì trong bốn ân này có ba ân là thuộc về mặt vật chất, một ân là thuộc về mặt tinh thần. Ba ân thuộc về mặt vật chất đó là: một là ân tổ tiên cha mẹ, hai ân đất nước, ba ân đồng bào và nhân loại. Còn một ân thuộc về tinh thần đó là ân tam bảo, tức là ân tam bảo thuộc về mặt tinh thần và nằm trong tứ đại trọng ân, cho nên ân tam bảo rất là quan trọng. Như quý vị, khi quý vị đến chùa Tam Hòa Tự thì khi lên chính điện đó, cái ngôi thờ đầu tiên trên cao nhất đó là ngôi thờ gì quý vị? Ngôi Tam Bảo, đúng rồi. Và gần gũi hơn nữa thì trong mỗi gia đình của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta đều có thờ ngôi Tam Bảo. Cho nên khi mà chúng ta thờ ngôi Tam Bảo thì chúng ta nên hiểu ý nghĩa của Tam Bảo như thế nào, và chúng ta đã nợ những gì từ Tam Bảo, muốn đền ơn Tam Bảo thì chúng ta phải làm cách nào, và khi đền được ân rồi thì có những cái lợi ích ra sao. Để làm chi quý vị? Để cho chúng ta giữ vững đức tin nơi Tam Bảo. Nó mà khi mà đức tin đã vững chắc rồi thì chúng ta là tinh tấn tu hành cho đến ngày thành đạo giải thoát. Và đây cũng là những cái vấn đề mà chúng tôi sẽ trình bày đến với quý vị hôm nay. Kính thưa quý vị đồng đạo thân mến, thì trong cái quá trình mà tôi giảng bài, khi mà tôi hỏi thì đầy chúng ta phải tương tác lẫn nhau, tức là tôi hỏi thì quý vị ở dưới cái việc mạnh dạn trả lời cho lớp học mình nó được linh động. Thôi quý vị, thì bây giờ chúng ta đi vào cái số 1 nhỏ là định nghĩa Tam Bảo. Ủa sao xuất phát này? Tài liệu trang 44 thì chúng ta đi vào số 1 nhỏ là định nghĩa Tam Bảo, tức là Tam Bảo là gì, Tam Bảo là gì. Thì cái phần định nghĩa này chúng ta định nghĩa theo trong tài liệu, cho nên quý vị đánh dấu trong tài liệu. Ở đây chúng tôi sẽ nói theo tài liệu và chúng tôi sẽ giải thích rộng thêm cho quý vị hiểu ha. Còn khi làm bài thì mình làm y tài liệu. Thì Tam Bảo là gì quý vị? Đức thầy cho biết, tức là Phật, Pháp, Tăng.
phải không? Phật pháp tăng. Vậy thì Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, thông suốt cơ quyền vũ trụ, sự thấy biết giữa cả không gian và thời gian. Và đức thầy của chúng ta là Phật. Bởi vì Ngài cho biết là tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lắm bốn phan. À, cái phần này trong tài liệu có, cái gì khỏi ghi mà nhìn vào tài liệu trong 44 cái gì đánh dấu vào. Rồi bây giờ đây chúng ta sẽ giải thích. Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, tức là Ngài hoàn toàn giác ngộ, không còn một chút mê mờ nào cả. Còn chúng ta có giác ngộ cái gì? Có không? Dạ thưa có ha. Chúng ta có giác ngộ cho nên chúng ta mới phát tâm tu. Có giác ngộ cho nên chúng ta lúc trước là ăn mặn, bây giờ chúng ta ăn chay. Rồi có giác ngộ cho nên chúng ta mới đăng ký học lớp học đạo này. Đó giờ là có giác ngộ cho nên chúng ta mới biết làm lành, làm công tác từ thiện xã hội. Đó thì rồi chúng ta giác ngộ, nhưng mà có lúc chúng ta giác, có lúc chúng ta mê, phải không? Vì vậy mà chúng ta gọi là giác ngộ từng phần. Cho nên chúng ta cần phải tu, tu cho đến khi nào mà hoàn toàn giác ngộ, không còn một chút mê mờ nào cả, thì chúng ta sẽ đắc được cái quả vị Phật ha, đắc được cái quả vị Phật. Rồi giác ngộ hoàn toàn, thông suốt cơ quyền vũ trụ, thông tức là Ngài thông suốt cơ quyền vũ trụ. Thì cơ quyền là gì quý vị? Cơ có nghĩa là bộ máy, quyền có nghĩa là sâu kín màu nhiệm, tức là Đức Phật Ngài thông suốt cái bộ máy sâu kín màu nhiệm của trời đất. À, ở đây muốn nói lên là Ngài thông suốt, Ngài rõ, hiểu rõ cái định luật thành trụ hoại sanh hay là sinh lão bệnh tử một cách chính xác, ha, không hề sai chạy. Và sự thấy biết của Ngài vượt cả không gian và thời gian. Thì cái ngày đầu tiên quý vị đã học qua cái bài lược sử Đức Phật Thích Ca, thì quý vị đã biết Đức Phật Thích Ca ra đời cách nay là trên 2.500 năm. Thì vào cái thời kỳ đó đó, cái người dân Ấn Độ nhìn vào chén nước không biết trong chén nước có con vi trùng, nhưng mà Đức Phật Ngài dùng Phật nhãn của Ngài, Ngài nhìn vào trong chén nước thì Ngài thấy trong chén nước có rất là nhiều con vi trùng. Vì vậy mà sau này có cái bài chú thường niệm như thế này: Phật quan nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Mà Đức Thầy của chúng ta, Ngài đã dịch ra bằng thơ Lục Bát như thế này: Phật thấy chén nước có trùng 4.000 vạn muốn dùng cho tinh, nếu không trì chú niệm kinh, khác nào ăn thịt chúng sinh hàng hà. Đó, thì đại ý cái bài kệ này muốn nói là Đức Phật thấy trong cái chén nước có con vi trùng, và Ngài đếm được là 4.000 vạn con. Đó, mà vì lòng từ bi cho nên Ngài dạy các cái vị đệ tử của Ngài đó, trước khi mà uống nước phải trì chú niệm kinh cho để cầu siêu thoát cho các con vi trùng này. Mà nếu mà không trì chú niệm kinh thì khác là ăn thịt chúng sinh hàng hà, tức là khi mình uống cái chén nước nó vào thì uống các con vi trùng nó vào trong bụng. Thì đây muốn nói lên cái lòng từ bi của một vị Phật, cho nên trước khi uống nước là phải trì chú niệm kinh ha. Và hôm nay, ngày hôm nay thì khoa học đã tiến bộ, các nhà bác học đã dùng kính hiển vi soi vào trong chén nước và thấy trong chén nước cũng có rất là nhiều con vi trùng, phải không? Cho nên nhà nước mới khuyến cáo người dân rằng á là phải ăn chín uống chín để mà phòng ngừa bệnh tật, phải không? Cho nên cái điều đó chứng tỏ rằng sự thấy biết của Đức Phật cách nay trên 2.500 năm rất là chính xác. Vì vậy mà sự thấy biết của Ngài vượt cả không gian và thời gian. Và chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì ai cũng tin Đức Thầy mình là một vị Phật, phải không? Một vị Phật à, xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây à. Rồi chúng ta đã hiểu ý nghĩa của chữ Phật rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của chữ Pháp. Pháp là gì? Pháp là căn cứ theo trong tài liệu giải là Pháp là lời Phật dạy ra, tức là những cái lời chỉ dạy của Đức Phật trong suốt quá trình 49 năm giáo đạo. Thì Tam Tạng Kinh Luật Luận chúng ta gọi chung lại là Pháp ha. Và hôm nay được Đức Thầy rút tỉa chỉ dạy trong sấm thi của Ngài, mà Ngài cho biết là rút trong các luật các kinh. Vậy thì bây giờ chúng ta tin Đức Thầy là Phật thì lời của ông Phật dạy ra đó là Pháp, tức là cái quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức Thầy thì chúng ta gọi là Pháp. Và giáo pháp của Đức Phật lúc bấy giờ
được chia làm 5 thời kỳ nói Pháp mà thường gọi là ngũ thời Pháp. Có cái bài kệ nói về 5 thời thuyết Pháp ấy như sau: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa niết bàn cộng bát niên. Hoa Nghiêm ở đây là chỉ cho bộ kinh Hoa Nghiêm. Tối sơ có nghĩa là ban đầu, là trước tiên. Tam thất nhật, tam là ba, thất là bảy, nhật là ngày. Ba lần bảy 21 ngày. Tức là ý ông này muốn nói á, là trước nói Hoa Nghiêm 21 ngày, rồi A Hàm 12, phương đẳng 8, 22 năm nói kinh Bát Nhã, sau cùng Pháp Hoa Niết Bàn cộng là 8 năm. 5 thời thuyết Pháp của Đức Phật chúng ta cộng lại là 50 năm, nhưng trừ gói đầu gói đuôi thì còn 49 năm trọn vẹn. Tức là Đức Phật thuyết Pháp 49 năm thì gọi là Pháp. Và giá Pháp của Phật có công năng siêu việt là đưa chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, cho nên người ta mới nói Pháp là vô cùng quý. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của chữ Tăng là gì. Tăng là những vị đệ tử xuất gia của Phật thì gọi là Tăng. Tăng gồm có hai hạng: một là Phàm Tăng, hai là Thánh Tăng. Phàm Tăng là những vị đệ tử xuất gia của Phật còn đang tu học giới đức tinh nghiêm, tu hành chân chánh thì gọi là Phàm Tăng. Ví dụ như các cái vị mà tỳ kheo tu hành chân chánh thì gọi là Phàm Tăng. Còn Thánh Tăng là những vị đại đệ tử của Đức Phật, như và các ngài đã liễu đạo, tức là các ngài đã chứng đắc từ quả A-la-hán trở lên, không còn sanh tử luân hồi nữa thì gọi là Thánh Tăng. Ví dụ như ngài Quan Thế Âm Bồ Tát nè, ngài Đại Thế Chí, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, hay là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Phú Lô Na, ngài Ca Chim Viên, vân vân. Thì đây là những cái vị đệ tử lớn của Đức Phật, và các ngài đã tu hành chứng từ quả A-la-hán trở lên, không còn sanh tử luân hồi nữa thì gọi là Thánh Tăng. Mà Đức Thầy cũng cho chúng ta biết các chư tăng chẳng ai lạ hơn là những vị đại đệ tử của Đức Phật dạy. Kính thưa quý vị, thì vừa qua chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa của Tam Bảo, ý nghĩa của Tam Bảo đây. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cái phần hai nhỏ là những ân nợ mà ta đã thọ từ Tam Bảo. Những ân nợ mà ta đã thọ từ Tam Bảo. Bây giờ chúng ta đã thọ từ Tam Bảo những cái ân nợ gì đây? Thì bây giờ trước hết mời quý vị nhìn vào tài liệu đánh dấu cái đoạn văn này ha, để chúng ta làm bài. Đức Thầy dạy là con người vừa mở mắt chào đời đã cảm thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của... Xin lỗi. Quên rồi. Này, con người nhờ tổ tiên cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếm sống cho mình, ấy là về phương diện vật chất. Còn về các phương diện tinh thần thì con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng khai mở trí óc cho sáng suốt. Tức là quý vị đánh dấu trong tài liệu từ cái chỗ là con người đến cái chỗ là sáng suốt ha. Sáng suốt thì cái đoạn văn này Đức Thầy cho chúng ta biết về cái lý do thọ ân Tam Bảo. Bây giờ chúng ta phân tích cái đoạn văn này như thế nào đây. Thì bây giờ quý vị thấy nè, đã là con người thì chúng ta ai cũng phải thọ ơn cha mẹ. Bởi vì sao quý vị? Chúng ta có được một cái xác thân tốt đẹp này là nhờ cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng cho chúng ta nên người. Và chúng ta được sống trong một cái đất nước yên bình như thế này, chúng ta được hưởng đầy đủ mọi vật chất, tức là chúng ta được hưởng những cái đất ăn những ngọn rau. Thì đó là chúng ta đã thọ ơn tổ tiên cha mẹ và đất nước. Tức là muốn nói á, cái ơn tổ tiên cha mẹ dẫn đất nước là thuộc về mặt vật chất. Đây là cái câu dẫn thôi chứ không phải là lý do mà chúng ta thọ Tam Bảo quý vị. Lý do mà thọ ơn Tam Bảo á, là chúng ta nhờ sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng khai mở trí óc cho sáng suốt. Vậy thì bây giờ quý vị ghi vào cái lý do thứ nhất. Ghi vào lý do thứ nhất là nhờ Tam Bảo khai mở trí óc cho sáng suốt. Nhờ Tam Bảo khai mở trí óc cho sáng suốt. Tại sao quý vị vậy quý vị? Bởi vì mà khi mà mình chưa gặp được Tam Bảo á, thì mình biết đâu là cái bến đỗ an lành để làm điểm tựa cho cái tinh thần của mình. Cho nên chúng ta cứ bị chơi dơi lạc lõng giữa dòng đời, rồi chúng ta cứ mãi tranh danh đoạt lợi,
gây ra biết bao nhiêu là tội lỗi, để rồi cuối cùng phải làm cho cuộc đời mình phải chịu nhiều đau khổ. Thì hôm nay chúng ta may mắn gặp được Tam Bảo, quy y với Tam Bảo, nhờ Tam Bảo khai mở trí óc cho chúng ta được sáng suốt, giúp cho chúng ta biết được đâu là quả báo luân hồi, đâu là đường vui nẻo khổ, để chúng ta quay về với nẻo đạo, để thức tỉnh tu hành, để được an lạc giải thoát. Cho nên chúng ta phải thọ ân Tam Bảo. Bây giờ đến cái ân nợ thứ hai. Ân nợ thứ hai là tại sao chúng ta phải thọ ân Phật Bảo? Thì quý vị ghi cái ý thứ hai này vào. Đó là gì? Cảm phục tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi và đại nguyện độ tận chúng sanh của Đức Phật. Cảm phục tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi và đại nguyện độ tận chúng sanh của Đức Phật. Bây giờ mình tìm hiểu Ngài Đại Hùng ở chỗ nào? Tìm hiểu Ngài Đại Hùng ở chỗ nào đây? Là như quý vị tìm hiểu về lịch sử Đức Phật Thích Ca, thì quý vị đã biết trước khi Ngài thành Phật thì Ngài là một vị thái tử khôi ngô tướng tú, được sống trong cảnh cung vàng điện ngọc, được vua cha rất mực và cưng chiều, phải không? Nhưng mà Ngài không hưởng cái thú vui đó, mà sau khi Ngài nghiệm xét bốn nỗi khổ của xác thân, đó là sanh già bệnh chết, rồi Ngài mới là xuất gia tìm đạo. Ngài dám từ bỏ tất cả, đó là cung vàng điện ngọc, ngôi vị thái tử, tương lai là sẽ nối nghiệp vua cha, tức là vua một nước, mà Ngài dám từ bỏ tất cả để mà ra đi tìm đạo. Về sự này, Đức Thầy có nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Ngài thọ ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Đây là do cái tâm đại hùng ha. Cái tâm đại hùng là cái tâm mạnh mẽ. Đó. Bây giờ Ngài đại lực ở chỗ nào? Đại lực ở chỗ nào? Thì sau khi mà xuất gia tìm đạo đó quý vị, thì Đức Phật trải qua là 5 năm Ngài đi tìm đạo, rồi 6 năm Ngài tu khổ hạnh. Nhưng mà cuối cùng 49 ngày Ngài ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề. Khi mà Ngài ngồi thiền định á, thì Ngài hàng phục được những cái nội ma và ngoại ma. Nội ma đó là gì quý vị? Nội ma đó là những cái tham sân si phiền não trong lòng của Ngài. Ngài đều diệt sạch tất cả để trở về với cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt đó. Còn ngoại ma là gì? Ngoại ma đó là những cái ma nữ, ma dương theo phá rối Ngài, không cho Ngài thành đạo. Nhưng cuối cùng Ngài đều hàng phục được tất cả. Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết rằng đạo gần đắc ma dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn. Cái tâm nghị lực đó, nghị lực, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, nghị lực là cái tâm đại lực này nè quý vị. Đó, tức là cái tâm dũng mãnh, cái tâm mạnh mẽ á, thì mới dẹp tan được cái nội ma và ngoại ma đó, thì Ngài mới chứng đắc được cái quả vị Phật. Cho nên hôm nay chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, thì chúng ta cũng phải noi theo cái gương hạnh của Đức Phật ngày xưa, mà rèn luyện cho mình có được một cái tâm đại hùng đại lực như Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa như vậy. Để anh chị quý vị, để chúng ta ráng giữ sáu căn, đừng nhiễm với sáu trần đó, để trở về với cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt thì mình sẽ được giải thoát. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu cái tấm lòng đại từ bi và đại nguyện độ tận chúng sanh của Đức Phật đó. Thì đại từ bi, đại nguyện độ tận chúng sanh như thế nào đây? Là khi mà Ngài thành đạo rồi đó quý vị, thì Ngài không vội nhập Niết Bàn liền, mà về cái tấm lòng từ bi bao la bác ái, muốn cứu giúp tất cả chúng sanh được an lạc giải thoát. Cho nên Đức Phật mới bắt đầu chuyển pháp luân để độ đời. Ngài đi khắp nơi Ấn Độ để mà giáo hóa chúng sanh, ai Ngài cũng độ. Ngài không có phân biệt màu da hay là đẳng cấp. Bởi vì đó quý vị thấy đó, cái xã hội ở Ấn Độ lúc bấy giờ đó, cái tình trạng phân chia đẳng cấp rất là trầm trọng quý vị. Những cái người mà ở thuộc cái đẳng cấp trên á, lúc nào cũng đàn áp những người đẳng cấp dưới. Họ coi những người đẳng cấp dưới á, không bằng một con thú cưng của họ nữa quý vị. À, nhưng mà đối với Đức Phật thì tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Cho nên Đức Phật mới độ từ các cái vị vua chúa đó, tức là cái giai cấp sát đến lợi đó, là như là vua Tần Bà Sa La nè, vua Ba Tư Nặc. Thì Đức Phật độ dài đến ông Ni Đề. Ông Ni Đề này đó,
ông sống nhờ vào cái nghề gánh phân mướn quý vị. Ông thuộc cái đẳng cấp hạ tiện nhất xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng mà Đức Phật dẫn độ ông đi đề chứng quả A-la-hán và có thần thông hiện tại luôn quý vị. Đó, cho nên trong cái thời kỳ Đức Phật ra đời đó, Ngài độ được vô số chúng sanh, chứng thánh quả rất là nhiều à, chứng thánh quả rất là nhiều. Vì vậy mà Đức Phật cho chúng ta biết rằng nước biển thì chỉ có một vị mặn, còn đạo của ta thì chỉ có một vị giải thoát mà thôi. Đó, cho nên Đức Phật độ vô số chúng sanh được chứng chân giải thoát. Vì vậy mà chúng ta phải cảm phục cái ân đức của Ngài. Bây giờ chúng ta đi vào cái ân nợ thứ hai, thứ ba. Ân nợ thứ còn nắm nhiễm theo dục lạc của thế gian nữa, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là mong nhờ đuốc huệ soi đường tối, chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say. Kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, thì như chúng ta thấy đó, chúng ta nhờ có giáo pháp của Phật cho nên chúng ta mới tỉnh ngộ tu hành lập công bồi đức, mà nhờ có giáo pháp của Phật cho nên giúp cho chúng ta nhận rõ được chân lý vũ trụ vạn hữu nhân sinh quan thế giới, giúp cho chúng ta biết được đâu là quả báo luân hồi, đâu là đường vui nẻo khổ, để chúng ta qua về với nẻo đạo, để thức tỉnh tu hành, để được an lạc giải thoát. Cho nên chúng ta phải thọ ơn pháp bảo. Rồi bây giờ đến cái ân nợ thứ tư, là tại sao chúng ta phải thọ ơn tăng bảo. Thì quý vị ghi cái ý thứ tư, đó là vì chúng ta cảm phục ân đức của chư tăng đã hy sinh cuộc đời của mình để xiển dương chánh pháp. Đó, như quý vị thấy đó, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì chính nhờ các vị đại đệ tử của Ngài đã kiến lập giáo pháp của Ngài thành tam tạng, đó là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng kinh thì do Ngài A Nan nhắc lại lời dạy của Đức Phật, còn tạng luật là do Ngài U Ba Ly tụng lại, tạng luận là do Ngài Ca Diếp luận ra từ những lời chỉ dạy của Đức Phật. Và giáo pháp của Đức Phật được tiếp nối lưu truyền qua 33 vị tổ cho đến ngày hôm nay. Thì ngoài ra chúng ta thấy còn có Ngài Bát Thích Mặc Đế đó quý vị. Ngài tự xẻ cái bắp thịt của mình, rồi giấu quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm được viết ở trên lụa, rồi mang cái vết thương chịu nhiều đau đớn từ Ấn Độ sang Trung Hoa mà truyền bá. Hay gần hơn nữa thì chúng ta thấy có cái gương của Ngài Tỳ Ni Đa Lô Chi. Ngài cũng gian nan chống cái nạn châu giỏ, Ngài đã băng rừng vượt suối trèo đèo từ Trung Hoa đến Việt Nam của chúng ta để dựng thành sơ phái thiền tông, hay còn gọi là thiền công án, thiền công án tức là thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi. Thì với những cái đức độ hy sinh cao cả của các chư tăng để xiển dương chánh pháp thì làm cho chúng ta cảm phục vô cùng, phải không quý vị? Cho nên tổ tiên của chúng ta đã nhận thức được cái lẽ màu nhiệm của tam bảo, cho nên đã kính trọng sùng bái và đã thực hiện đúng theo cái khuôn khổ mà tam bảo đã dạy. Và điều đặc biệt nữa là các ngài đã xây dựng được một cái tòa lâu đài Phật pháp thích nghi với tập quán của người dân Việt và vẫn còn lưu truyền mãi cho đến ngày hôm nay. Thế nên công ơn của chúng, công ơn của tổ tiên của chúng ta cũng rất là lớn quý vị. Công ơn tổ tiên của chúng ta rất là lớn. Thì để hỏi một cái cho nó yên quý vị. Nè con bé, công ơn to lớn của Đức Phật, Đức Thầy, của Tam Bảo, của tiền nhân của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta đã thọ ân thì chúng ta phải cố gắng lo đáp đền. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào số 3 nhỏ là cách đền ân Tam Bảo. Cách đền ân Tam Bảo. Bây giờ muốn đền ơn Tam Bảo thì chúng ta phải làm gì nè? Muốn đền ơn Tam Bảo thì Đức Phật dạy rằng các con muốn đền ơn ta ư thì giáo pháp của ta đó, các con hãy cố mà học đi, hãy ráng mà hành đi, hãy quyết mà truyền đi. Tất cả mọi sự cúng dường tán dương Phật không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá khắp đại chúng. Vậy thì qua lời chỉ dạy của Đức Phật chúng ta thấy đó, muốn đền ơn Tam Bảo thì trước hết chúng ta phải cố gắng lo học đạo rồi hành đạo. Điều đặc biệt nữa là chúng ta phải cố gắng lo
lo truyền đạo, phải không quý vị? Thì cũng như thế, ngày nay muốn đền ơn Tam Bảo thì Đức Thầy dạy chúng ta như thế nào nè. Bây giờ chúng ta chỉ nên nói thì quý vị nhìn vào tài liệu đóng dấu cái đoạn này để chúng ta làm bài về cách đền ơn Tam Bảo ha. Đức Thầy dạy là nên bổn phận của chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí huệ được minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dừng kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng các tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Vậy thì quý vị, cái việc đánh dấu từ cái chỗ là nên bổn phận của chúng ta đến hết cái đoạn đó luôn, tức là đến cái chỗ là kẻ đời sao vậy, thì nguyên cái đoạn văn này Đức Thầy dạy chúng ta về cách đền ân Tam Bảo. Bây giờ chúng ta phân tích từng ý một như thế nào về cách đền ân Tam Bảo. Trước hết là cái cụm từ là nên bổn phận của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là bổn phận của ai quý vị? Của ai? Là bổn phận của tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo, phải không? Chúng ta tức là chỉ cho tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo. Mà cái bổn phận của chúng ta phải làm gì? Đức Thầy dạy là phải noi theo trí đức của tiền nhân, phải không? Vậy thì trí đức là gì quý vị? Trí đức có nghĩa là cái trí nguyện và cái đức độ cao cả. Vậy thì cái trí nguyện và đức độ nào mới được gọi là cao cả đây? Đó có phải chăng là cái trí nguyện chúng ta nguyện là tinh tấn tu hành cho đến ngày thành đạo giải thoát? Giải thoát rồi thì mình trở lại độ tất cả chúng sanh được an lạc giải thoát giống như mình, thì như thế mới được gọi là trí nguyện và đức độ cao cả. Chứ bây giờ tôi tu, tôi đắc đạo rồi tôi nhập niết bàn liền, tôi không độ ai hết thì cũng không được gọi là cao cả, đúng không quý vị? Cho nên nói đến đây tôi nhớ trong kinh Kim Cang có nói về tứ hoằng thệ nguyện như thế này: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bây giờ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là vô biên có nghĩa là không có thể nào mà ghi chép hết được, tức là chúng sanh đông không có thể nào mà tính đếm mà ghi chép hết được, mà mình thệ mình nguyện độ hết tất cả chúng sanh. Xin hỏi quý vị, chứ bây giờ á mình chưa độ mình được thì mình độ chúng sanh được không quý vị? Được không? Không, đúng rồi, đồng đạo trả lời chính xác, đề nghị quá nhanh quý vị. Dạ, xin chân thành cảm ơn đồng đạo. Muốn độ chúng sanh thì trước hết mình phải độ mình đi. Mà bây giờ muốn độ mình phải làm sao? Muốn độ mình thì đến cái bước thứ hai là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Có nghĩa là phiền não sâu không cùng tận, mình thể mình nguyện đoạn trừ tận cái gốc phiền não quý vị à. Mình là người tu, mình muốn an lạc giải thoát thì nhất định mình phải diệt trừ phiền não, phải không? Chứ cái tâm mình mà còn phiền não thì mình cái tâm mình không có được an lạc, phải không? Muốn được an lạc giải thoát thì trước hết mình phải diệt trừ phiền não đó. Mà xin hỏi quý vị ở đây á, có ai thấy mình diệt hết phiền não chưa quý vị? Có ai thấy mình diệt hết chưa? Chưa, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì mình là người đang tu tập, cho nên có người thì còn phiền não nhiều, có người thì còn phiền não ít, phải không? Ví dụ bây giờ có một cái người nào đó là phỉ báng mình, nó oan ức mình, nó xấu mình thì sao? Đó, cái người mà phiền não nhiều á thì người ta tức quá, đến người đó hỏi tại sao tôi không có mà chị nói như vậy, phải không? Thì cái người kia khẳng định rằng có thì sao? Tức quá cái phiền não nó nổi lên thì sao? Hai bên cự cãi đi đến là ẩu đả với nhau. Mà đổ ẩu đã chưa thỏa mãn cái lòng sân hận nữa quý vị, thì đi đến cái chỗ là thưa kiện, phải không? Thì cái chuyện này rất là khó coi. Mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo thì mình cũng không nên làm như vậy ha. Mà cái chuyện gì đó mình hãy nhịn đi. Còn cái người mà còn phiền não ít á thì người ta nghĩ thôi mình không có gì thôi, ai nói thì sao nói, mình không có thì thôi, nghĩ vậy anh chị quý vị, cho cái tâm mình đã an, phải không? Thì như vậy là mình cũng đã diệt được phiền não nhiều rồi đó. Nhưng mà nói thì nói như vậy nha quý vị, chứ cái phiền não nó rất là vi tế nha. Mình nghĩ mình không buồn trong lúc đó,
Nhưng mà ví dụ mai mốt mà mình đi đám tiệc hay đi đâu á, mà mình gặp lại cái người đó, tự nhiên trong cái ký ức của mình á, nó gợi lên liền. Nó nói ừ, mình không có vậy mà sao cái chị đó đó, chị nói quen cho mình như vậy. Thì cái lòng mình nó cũng hơi buồn buồn một chút, phải không? À, nhưng mà như vậy là cái phiền não nó cũng ít rồi, là cũng khá rồi đó quý vị. À, cho nên cái người tu nhất định là phải trừ được cái bệnh phiền não này. Mà cái bệnh phiền não này nè, nó ngặt lắm nha quý vị. Không có thuốc Tây, thuốc Tàu hay là thuốc Nam, thuốc Bắc gì mà trị được cái bệnh phiền não này cả. Phải không quý vị? À, bây giờ xin hỏi quý vị, chứ thuốc gì trị được bệnh phiền não này nè? Thuốc gì quý vị? Có người nói Nam Mô A Di Đà Phật, có người nói niệm Phật, cũng chưa hoàn toàn chính xác. Mà là gì? Giáo pháp của Phật, phải không? Giáo pháp của Phật. Cho nên á, người ta nói rằng á, chúng sanh có 84.000 cái bệnh phiền não. Vì vậy mà Đức Phật đã thiết ra 84.000 cái pháp môn để đối trị lại tất cả cái bệnh phiền não của chúng sanh. Cho nên muốn trừ được cái bệnh phiền não thì đến cái bước thứ ba là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Tức là Đức Phật thuyết ra vô lượng cái pháp môn, mình thể mình nguyện học hết tất cả các pháp môn của Phật để mình đối trị lại tất cả các bệnh phiền não trần lao của chúng sanh. Và khi mà cái bệnh phiền não của chúng sanh đã sạch rồi, đã dứt rồi thì sao? Đến cái bước thứ ba, cái thứ tư chứ, là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Vô thượng có nghĩa là cao nhất, không có cái gì bằng. Tức là cái quả vị Phật là một cái quả vị cao nhất ha. Không có cái quả vị nào cao bằng cái quả vị Phật. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết rằng nguyện tu thành Phật chẳng lầm. Vậy thì Đức Thầy cho mình biết là mình tu thành Phật không lầm. Vì vậy mà mình cứ việc giữ vững đức tin, cố gắng tinh tấn tu hành cho đến khi nào thành Phật mới thôi, phải không quý vị? Và khi thành Phật rồi thì mình tự độ mình rồi, thì chết tới chừng đó mình trở lại cái nguyện ban đầu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tức là mình trở lại mình độ tất cả chúng sanh được an lạc giải thoát giống như mình. Thì đây là cái chí nguyện và đức độ cao cả nhất. Mà chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng rèn luyện cho mình có được một cái chí nguyện và đức độ cao cả như thế, phải không quý vị đồng đạo? Rồi, chí đức, bây giờ tiền nhân, mình tìm hiểu về cái từ tiền nhân đi. Tiền có nghĩa là trước, nhân là người, tiền nhân là những người đời trước. Mà những người đời trước ở đây á, không phải là những vị khai quốc công thần hay là những người đứng đầu trong một dòng họ. Bởi đây là cái chuyên đề ân tam bảo. Mà tiền nhân ở đây là chỉ cho những người có công hoằng truyền Phật Pháp. Ví dụ như 33 vị tổ của Thiền Tâm, hay là 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông, hay là các vị Bồ Tát, các vị Đại Sư, Thiền Sư, hay là Tam Tổ Trúc Lâm, hoặc giả Đức Phật Thầy Tây An chẳng hạn. Bởi vì các ngài đã có công hoằng truyền Phật Pháp. Vậy thì Đức Thầy dạy chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân. Tức là chúng ta phải cố gắng lo học đạo, hành đạo và truyền đạo giống như những người đã đi trước, phải không? Rồi đến cái cụm từ là làm cho trí huệ được minh mẫn, tận đi đến con đường giải thoát. Trí huệ minh mẫn, minh mẫn có nghĩa là sáng suốt. Tức là muốn làm cho trí huệ được sáng suốt thì cái điều căn bản trước tiên là chúng ta phải làm gì quý vị? Là chúng ta phải giữ giới luật do Phật và Thầy đặt ra một cách nghiêm minh, không cho sai phạm. Bởi vì sao? Bởi vì giới luật là căn bản của các pháp tu. Mà Ngài Đàm Nhất Lực Sư có cho biết rằng tam thế Phật Pháp, giới vi căn bản, bản nhi bất tu, đạo diễn hồ tai. Có nghĩa là Phật Pháp ba đời đều lấy giới luật làm căn bản. Căn bản mà không tu thì đạo còn xa lắm vậy. Ở đây chúng ta muốn nói đến tầm quan trọng của vấn đề giữ giới luật. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì nhân giữ giới thì tâm bình định, mà tâm bình tĩnh thì sao? Được thì phát huệ. Mà người có trí huệ rồi thì dễ tiến đến con đường giải thoát. Cho nên muốn có được một cái trí huệ sáng suốt thì cái điều căn bản trước tiên là chúng ta phải giữ giới luật. Thì vậy thì cái giới luật căn bản của Phật giáo hòa hảo chúng ta đó là cái gì quý vị? Đúng rồi, bài lời khuyên bổn đạo.
tức là 8 điều răn cấm. Đồng đạo trả lời hoàn toàn chính xác. Đề nghị quý vị hoan nghênh và xin chân thành cảm ơn đồng đạo. Cái giới luật căn bản của Phật giáo là chúng ta đó là bài lời khuyên bổn đạo, tức là 8 điều răn cấm. Bây giờ xin hỏi quý vị nè, tôi nói tôi giữ giới luật, tôi tu tôi giữ giới luật đó, nhưng mà tôi không thuộc chánh văn bài lời khuyên bổn đạo, tôi giữ được không quý vị? Được không? Dạ đúng rồi, đồng đạo trả lời là không, là đúng rồi đó. Bởi vì sao? Người nào nó giữ được á là không có đúng. Bởi vì sao? Mình không biết giới luật thì làm sao mình giữ, phải không? Muốn giữ giới luật thì trước hết mình phải hiểu rõ cái giới luật đó như thế nào. Khi hiểu rõ rồi thì mình mới giữ, phải không? Cho nên muốn giữ giới luật thì trước hết mình phải thuộc giới luật đó. Mình khi mình thuộc, mình hiểu rõ về giới luật thì mình biết cái điều nào thầy cấm không cho mình phạm, cái điều nào thầy khuyên mình nên làm. Ví dụ bây giờ cái điều thứ nhất đi, điều răn cấm thứ nhất thì quý vị thấy đi, thầy dạy nào. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, ác phiện, chơi bời theo đàn điếm. Thì đây là những điều đức thầy cấm không cho mình phạm, đúng không đồng bảo? Phải không? Đó là cấm. Rồi kế tiếp, cái kế tiếp là gì? Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Đây là những điều đức thầy khuyên mình nên làm, phải không? Cho nên mình không học giới luật thì mình biết cái gì thầy cấm, mà mình biết cái gì mà thầy bảo mình phải làm, phải không? Cho nên muốn giữ giới luật thì trước hết phải hiểu rõ giới luật rồi chúng ta mới giữ giới luật được. Và cũng xin thông báo với quý vị luôn, lớp học của chúng ta sau khi mà mình học tìm hiểu về ý nghĩa bài lời khuyên bổn đạo, tức là 8 điều răn cấm của đức thầy, thì ban tổ chức cũng như ban giám thị sẽ tổ chức cho một buổi cho quý vị trả lời chấm văn bài lời khuyên bổn đạo, tức là 8 điều răn cấm của đức thầy. Đồng đạo nào trả lời hoàn toàn chính xác, không sai một lỗi nào hết, thì được tặng cho một món quà lớn. Còn đồng đạo nào đọc sai thì cũng được tặng quà, mà quà nhỏ, phải không quý vị? Cho nên lên đọc trúng hay sai gì cũng có quà hết. Vậy thì ngay từ phút này, đồng đạo nào mà chưa thuộc chánh văn bài lời khuyên bổn đạo thì chúng ta nên học ha. Mình học mình hiểu rõ về giới luật thì mới giữ giới luật được, phải không? Đó. Cho nên đức thầy khuyên mình rằng là dình giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà, hay là dình giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mất, cõi Tây phương chư Phật đại trời ha. Thì kính thưa quý vị, mà muốn làm cho trí huệ được sáng suốt, ngoài cái vấn đề mà giữ giới luật ra thì chúng ta cần phải bắt đầu quý vị ghi vào để chúng ta làm bài về cách đề nơi Tam Bảo, tức là chúng ta phải học hiểu đúng theo cái giáo lý chân truyền của Phật của thầy ha. Phải học hiểu đúng theo cái giáo lý chân truyền của Phật của thầy. Đối với Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, đó là cái giáo pháp học Phật tu nhân tại gia cư sĩ. Có điều quý vị nên lưu ý, khi chúng ta học là chúng ta phải học bằng cái trí tính, chứ không phải học bằng cái mê tín nha quý vị. Chúng ta phải học bằng cái trí tính, theo lời đức thầy đã dạy là mỗi người hãy lấy trí thông minh của mình mà nhận xét đạo lý hay là lời nói thầy mình, chứ đừng có lấy đức tin mà thọ lẫm những cái lời nói đó. Trong khi đó mình chưa hỏi tường tận thì có như thế mình mới có thể tấn hóa trên con đường đạo đức. Thì rõ ràng là như thế đó. Trước khi mình theo thầy nào hay là đạo nào thì mình phải tìm hiểu cho rõ ràng, chừng tìm hiểu kỹ càng rồi thì mình hãy theo thầy đó hay là đạo đó. Chứ bây giờ á, tôi nghe cái cô đó nói trên chợ Tâm Nông á, có cái ông thầy bảy này rất là linh nghiệm nha. Nếu ai mà quy y theo ông thầy bảy này đó là cầu gì được nấy. Tôi nghe nói như vậy rồi tôi mừng quá, tôi dội tôi đến quy y với ông thầy bảy đó liền. Được không quý vị? Được không? À thưa không, phải không? Tại sao không? Bởi vì á, cái thứ nhất là cầu gì được nấy, tức là mình ham linh ham nghiệm. Mà hãy ham linh ham nghiệm thì đức thầy cho mình biết làm sao? Dạ đúng rồi, đồng bạn mình ở đây thuộc giả nhiều quá ha. Ham linh ham nghiệm mà sợ em ăn nghèo. Mà tại sao ham linh ham nghiệm mà sợ em ăn nghèo quý vị?
Đó là tại vì á, mình ham linh ham nghiệm, cho nên người ta mới bày ra mình sắm những cái lễ vật để mà cúng kiến đó, mua sắm hết cái này đến cái kia, cúng hết cái này đến cái nọ, cúng hoài cúng hoài, riết rồi hết tiền, trở nên nghèo khổ mà cuối cùng không được kết quả gì hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi chưa hiểu cái ông thầy bảy đó như thế nào, cái ông thầy bảy đó có trơn tránh hay không, cái giáo lý của ông thầy bảy đó có phù hợp với căn cơ trình độ của tôi hay không, có đưa tôi khó thoát khỏi sanh tử luân hồi hay không. Mình chưa hiểu rõ mà mình nghe người ta nói như vậy mà mình vợ quy y theo liền thì sao quý vị? Dễ lạc vào tà đạo hay còn gọi là mê tín dị đoan. Cho nên Đức Thầy khuyên mình sao? Đừng bạ đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọ thân uổng kiếp, phải không? Phải không? Cái nhớ nó đó mới bắt bây giờ cũng còn lớp trưởng đâu quý vậy, lớp trưởng mình bầu lớp trưởng đâu quý vậy, lớp trưởng giữ chặt tới à, giữ chặt từ tiếp ban giám thầy ra lớp trưởng ơi, mời lớp trưởng qua bên này chỗ đó rồi. Cái nhớ nó đó, cái nhớ nó bắt nó là còn ở kìa. Cái nhớ nó là lộn xộn nhất á, mời lớp trưởng này đó, mời lớp trưởng. Các lớp trưởng, lớp phó, hai lớp phó, các tổ trưởng phải giữ trật tự tiếp ban giám thị, tổ nào thì giữ trật tự theo tổ đó, mà nhất là cái tổ nhí á. À, bây giờ mình trở lại bài học đó quý vị, thì cho nên khi mình học á là mình phải học bằng cái trí tính chứ không phải học bằng mê tín nha quý vị. Bây giờ đó tôi nói là dùng cái trí tính học hiểu đúng rồi quý vị, học hiểu đúng rồi đó. Nhưng mà để như vậy hoài có đắc đạo không quý vị? Đắc không? Dạ thưa không. Bởi vì sao? Tức là cho biết là tìm hiểu nghĩa làm theo mới đắc đạo. Tìm hiểu nghĩa là mới có học hiểu thôi à, nhưng mà làm theo mới đắc đạo quý vị đồng đạo à. Cho nên chúng ta đi vào cái ý thứ hai là thực hành theo giáo lý đó bằng các pháp tu mà Đức Thầy đã dạy, đó là tu phước, tu huệ, tu thiền, tu tịnh, vân vân, để làm cho trí huệ mình được sáng suốt để mình đi đến con đường giải thoát. Tu phước, tu huệ, tu thiền, tu tịnh, bát chánh đạo thì lớp học chúng ta đã học rồi, cho nên phần này chúng tôi không có giải thích thêm để tranh thủ thời gian. Vậy thì khi mình tu phước, tu huệ, tu thiền, tu tịnh để cho trí huệ mình được sáng suốt thì đó là mình tự độ lấy mình. Bây giờ mình cần phải thực hành theo cái hạnh lợi tha bằng cách là dẫn dắt dùm kẻ xa cơ. Vậy thì kẻ xa cơ là ai quý vị? Thường thường người ta nói xa cơ thất thế đó, tức là những cái người làm ăn mà thất bại mà không có cơ hội để trở mình lại đó, đó từ cái chỗ mà giàu sang mà rớt xuống cái chỗ nghèo khổ trắng tay, họ rất là khổ, phải không? Thì đó là nói về sự. Còn về lý là những người còn đắm nhiễm theo dục lạc của thế gian để làm cuộc đời họ phải chịu nhiều đau khổ. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là phải có cái bổn phận dẫn dắt họ trở về với con đường lành, biết niệm Phật, đền đáp tứ đại trọng ân. Mà Ngài cho biết rằng dạy khuyên những kẻ ngổ ngang biết câu lục tử dừng đàn tứ ân, hay là dạy nó tu trì niệm Phật làm ngay. Và trong cái tinh thần lễ tha này, chúng ta còn phải thực hiện cái lời Đức Thầy đã dạy là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức. Đây là cái ý chính của vấn đề đền ơn Tam Bảo quý vị. Tiếp tục khai thông nền đạo đức tức là tiếp tục phổ truyền giáo lý của Đức Thầy bằng cách là giảng dạy đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả là mở trường dạy đạo Phật, giảng dạy đạo Phật cho đại chúng nghe. Đó là những cái buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo do giáo lý viên trung ương đảm trách thì gọi là giảng dạy đạo Phật cho đại chúng nghe. Còn hoặc giả mở trường dạy đạo Phật thì hiện nay ban trị sự trung ương đã mở xong 3 lớp đào tạo giáo lý viên có đầy đủ kiến thức, hạnh đạo trang nghiêm để phổ truyền giáo lý của Đức Thầy khắp mọi nơi. Và ngoài ra thì ban trị sự trung ương còn mở trên 500 lớp giáo lý căn bản, mà lớp chúng ta là khóa mấy quý vị? 531, phải không? Đó cho nên là mở hiện nay là trên 500 lớp rồi đó, để cho đồng đạo tín đồ chúng ta học để mà chúng ta tu đúng theo cái tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy. Rồi mở trên 100 lớp bồi dưỡng đạo sự hành chánh, rồi một chắc cả mấy chục lớp là tinh học văn phòng nữa.
nhằm để bồi dưỡng trao dồi khả năng phục vụ đạo cho các chị sự viên đó, nhằm để là kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực để xiển dương chánh pháp theo đường hướng là vì đạo pháp, vì dân tộc. Và hiện nay thì ban trị sự trung ương cũng đã xây dựng xong trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Ngôi trường này nhằm để đào tạo nhân tài để mà phục vụ cho đạo. Cho nên quý đồng đạo ở trong lớp học này, nếu đồng đạo nào mà có tâm nguyện muốn phục vụ đạo thì sau lớp học này chúng ta nên đến ban trị sự trung ương đăng ký để tham gia vào lớp này đó. Và khi mà quý vị tham gia học qua cái khóa đào tạo này rồi thì quý vị muốn trở thành giáo lý viên như chúng tôi để đi các nơi tiết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, hay là phụ trách các lớp giáo lý căn bản thì cũng được, hay là quý vị có trình độ cao hơn nữa thì ở tại trường dạy lại cho những khóa sau, hoặc giả là mình làm việc ở văn phòng của ban trị sự trung ương ha. Thì nó tóm lại cái ngôi trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo này là nhằm để đào tạo nhân tài để mà phục vụ cho đạo. Thì đó là cái nhiệm vụ của ban trị sự trung ương. Bây giờ muốn tiếp tục phổ truyền giáo lý thì chúng ta phải làm gì quý vị? Có hai cách, một là phổ truyền trực tiếp, hai là phổ truyền gián tiếp. Trực tiếp là gì? Trực tiếp là như chúng tôi ở đây là trực tiếp giảng dạy giáo lý của Đức Thầy cho quý vị nghe thì gọi là phổ truyền trực tiếp, đúng không? Còn gián tiếp là gì? Đây, gián tiếp là cái mấy anh quay phim đây nè đó, đang quay cái lớp học đạo này rồi đăng lên trang mạng xã hội và cho mọi người ở các nơi người ta xem, cái người ta thấy được cái nội dung của lớp giáo lý căn bản này dạy như thế nào, hay là các buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do giáo lý viên trung ương đảm trách, người ta nghe và người ta hiểu giáo lý Đức Thầy và người ta phát tâm người ta tu, thì đó cũng là cách phổ truyền gián tiếp. Quý vị có đồng ý tôi vấn đề này không ạ? Cái đồng ý thì vỗ tay đi, đúng không? Hoặc giả là như thế nào quý vị? Hoặc giả là mình đem tiền cho mình mua cái thẻ nhớ. Thời buổi này là không còn băng đĩa nữa, đúng không? Mà xài thẻ nhớ, đúng không? Mình mua thẻ nhớ và mình thâu sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy, hay là thâu các cái buổi mà thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của do giáo lý viên trung ương đảm trách, và cái mình gắn vô cái máy đọc thẻ đó, rồi mình tặng cho những cô bác lớn tuổi mà họ mắc mờ, họ không có xem giảng xong, không có xem sách kinh sách được đó, rồi họ nghe, họ phát tâm họ tu, thì mình cũng phổ truyền bằng cách là gián tiếp, hay là tặng cho những người vùng sâu vùng xa cũng vậy, hoặc giả là những cái người mà hàng ngày ta bận rộn công việc không có thời gian mà nghiên cứu giáo lý của Đức Thầy đó, họ bắt lên họ nghe thì sao, thì họ phát tâm tu, thì đó cũng là cách phổ truyền gián tiếp. Và gần hơn nữa là mình hỗ trợ tài vật cho tổ chức truyền đạo. Tổ chức truyền đạo đó là gì quý vị? Là như ở đây là ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã gì? Phú Thọ, đúng rồi, đang mở lớp giáo lý căn bản này thì gọi là tổ chức truyền đạo. Mà mở lớp giáo lý căn bản này quý vị biết không, trung bình á, thường thường thì bình quân 100 học viên là tốn kinh phí là 100 triệu, còn 150 học viên là 150 triệu là cái kinh phí bình quân. Bởi vì sao? Bây giờ quý vị thấy đi, cái ngày đầu tiên mà quý vị đến đây đăng ký học, hiện tại trên bàn quý vị đều có hết, đó là gì? Tài liệu, tập viết, phải không? Thẻ đeo, quý vị có tốn khoản chi nào không? Không có tốn, hoàn toàn ban tổ chức tặng miễn phí cho quý vị. Nhưng mà miễn phí không có nghĩa là không có tiền nha quý vị. Cái vấn đề là cũng phải là trả tiền, phải không? Tập thì cũng phải mua, viết cũng phải mua, tài liệu in ấn thì cũng phải mua, phải không? Đó. Rồi thứ hai nữa là ban tổ chức hàng ngày lo cho quý vị ba bữa ăn chính, đúng không? Giờ nước nôi thì xuyên suốt, bánh nước xuyên suốt đó. Rồi cuối khóa thì sao? Cuối khóa còn lo tiền mua quà để tặng quà lưu niệm cho quý vị nữa. Cho nên cái kinh phí tôi nói như vậy là không có đáng, trung bình là như thế. Mà kinh phí đó ở đâu ra quý vị? Có phải là do các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý đồng đạo mình đóng góp thì ban tổ chức mới có kinh phí lo, chứ làm gì mà tự nhiên mà ban tổ chức có kinh phí lo, phải không? Cho nên quý vị nào mà đóng góp tài vật cho ban trị sự này để mở lớp học
là mình vừa tài thí và pháp thí. Pháp thí một cách là gián tiếp, phải không? Nó vừa tài thí và pháp thí, cho nên cái phước nó rất là lớn, theo quý vị. Đây, rất là lớn. Rồi bây giờ nói về cái cách mà phổ truyền giáo lý, thì hiện nay là cái đội ngũ giáo lý viên trung ương là đảm trách thì đòi hỏi còn cao hơn nữa quý vị. Tức là phải gồm có 3 phần. Thứ nhất là thân giáo, thứ hai là hạnh giáo, thứ ba là khẩu giáo. Thân giáo tức là mình có cái thân tướng trang nghiêm ha. Còn hạnh giáo là mình có cái công hạnh tu tập tốt đẹp, có lòng khoan dung từ bi bác ái dị tha, mình làm lợi ích cho mọi người, đó gọi là hạnh giáo. Còn khẩu giáo là mình đem giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy giảng dạy cho mọi người hiểu để họ thức tỉnh, họ tu. Chứ bây giờ á, tôi khuyên mọi người tu mà tôi làm những điều sai trái thì mọi người đâu có tu, phải không quý vị? Muốn mọi người tu thì trước hết bản thân của tôi phải tu cho tốt đẹp đi, rồi mọi người nhìn vào tôi thấy tôi có những cái gương hạnh đạo đức đáng mến nào đó, rồi mọi người có thiện cảm với tôi thì tới chừng đó tôi khuyên mọi người tu rất là dễ, phải không? Cho nên cái người truyền giáo đòi hỏi phải có 3 phần như thế, có như vậy mới có thể là thuyết phục được người nghe. Cho nên Đức Thầy nó khuyên chúng ta rằng nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Quý vị ghi 4 câu này vào chứng minh cái chỗ tiếp tục khai thông nền đạo đức đó. Thì khi chúng ta thực hiện được như thế là chúng ta đã đền được ân Tam Bảo. Và khi đền được ân Tam Bảo rồi thì chúng ta thấy có những cái lợi ích đáng kể như sau. Thứ nhất là khi mình đền được ân Tam Bảo thì mình đối xử với mọi người luôn hài hòa tốt đẹp, thường giúp đỡ mọi người gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, từ vật chất giúp đến tinh thần, thì với cái hành làm này dĩ nhiên là chúng ta được mọi người quý mến, phải không? Quý mến và khen tặng là bậc chân tu tâm đạo, đúng với lời khen của Đức Thầy là người tu như thể bá đồng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Mà nếu là bậc chân tu tâm đạo rồi thì sao quý vị? Thì chúng ta sẽ được Đức Phật, Đức Thầy thường gần gũi và gia hộ cho chúng ta, phải không? Đó, bởi vì Đức Thầy cho chúng ta biết là ai mà tu tịnh chuyên cần, làm điều ngay thẳng, có thần độ cho. Hay là người tín đồ nào hàng ngày vâng lời Phật dạy, ráng lo học hỏi, tìm kiếm đạo màu, quý trọng chuyện lành thì Phật thường gần gũi, thì rõ ràng là như thế. Nếu mình thực hiện đúng cái lời Đức Phật, Đức Thầy dạy thì mình sẽ được Đức Phật, Đức Thầy thường gần gũi và gia hộ cho chúng ta, phải không? Rồi căn cứ theo kinh Phật á, nếu chúng sanh nào mà quy y với Tam Bảo, quy y thì phải làm y nghe quý vị, thì sẽ không bị đọa vào 3 đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Và khi mà chúng ta cố gắng là học đạo, hành đạo và truyền đạo thì giúp cho chúng ta có được một cái phước đức vô lượng đó, rồi gieo được duyên lành với nhiều người và độ được vô số chúng sanh được chứng chân giải thoát, sớm hoàn thành cái hạnh là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, để lại tiếng thơm muôn thở cho đời. Mà Đức Thầy cho biết là lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sắp dẫn biên. Và cái lẽ sau cùng nữa, khi mình dùng cái trí tính để học hiểu ra giáo lý của Đức Thầy là giúp cho mình có được một cái chánh tính. Mà người có được một cái chánh tính rồi thì sẽ không bị tà thiết dụ dỗ mê hoặc, hay là bức bách bỏ cái lòng tín ngưỡng của người này. Cho nên người này khi tu á thì sớm đạt được cái đạo giải thoát. Kính thưa quý vị, thì nói tóm lại, từ xưa đến nay và mãi mãi về sau, ân Tam Bảo luôn luôn lúc nào cũng vẫn là một cái ngọn đuốc sáng, là một cái chiếc thuyền cực to để soi rọi và đưa rước chúng sanh ra khỏi sông mê bể khổ. Cho nên chúng ta khẳng định rằng ân Tam Bảo là một cái ân vạn đại, biết thọ ân, đáp ân để cải hóa cuộc đời của mình, thì đó là cái bổn phận của chúng ta. Mà biết thọ ân, đáp ân để làm chi quý vị? Để chúng ta vươn lên thăng hoa trong kiếp sống, cho trí thêm tinh anh và cho đời thêm sáng đẹp. Thì với cái ý thức mà tự giác, giác tha đó, lúc nào cũng phải nuôi nấng ở trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì chúng ta phải dâng lời Thầy dạy là phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, giữ đúng giới luật của đạo, tức là
giữ 8 điều răn cấm của Đức Thầy, rồi làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Mà điều đặc biệt nhất nữa là chúng ta phải tiếp tục phổ truyền giáo lý của Đức Thầy. Thì có như thế mà mới chẳng phụ công ơn mà Đức Thầy đã khổ công dạy dỗ. Mà Ngài cho biết rằng dạy đạo đức người tu rạng lý, mong cho người hữu chí làm theo, không làm thì ác mang eo, làm xong dựa khỏi qua đèo trong gai. Kính thưa quý vị, cái chuyên đề anh Thanh Bảo đến đây đã hết. Xin hỏi giám thị còn thời gian không ạ? Cho sự, lúc này hết ghi rồi, nhìn vào mình đánh dấu thôi. Tam Bảo là gì? Tức là Phật Pháp Tăng, phải không? Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, thông suốt cơ quyền vũ trụ, sự thấy biết vượt cả không gian và thời gian. Đức Thầy là Phật, bởi vì Ngài cho biết là tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiện tai thành lắm bốn phan. Ở trang đầu, ở đoạn đầu của trang 44 đó quý vị, đoạn đầu trang 44 nhìn vào đánh dấu vào. Rồi Pháp là gì? Pháp là lời Phật dạy ra ra, tức là tam tạng kinh luật luận, chúng ta gọi chung lại là Pháp ha. Và Tăng là gì? Tăng là gì? Tăng là những vị đệ tử xuất gia của Phật. Tăng gồm hai hạng, một là Phàm Tăng, hai là Thánh Tăng. Phàm Tăng là những vị đệ tử của Phật, đệ tử xuất gia của Phật còn đang tu học chưa có đắc đạo thì gọi là Phàm Tăng. Còn Thánh Tăng là những vị đại đệ tử của Đức Phật đã tu hành chứng từ quả A-la-hán trở lên, không còn sanh tử luân hồi nữa thì gọi là Thánh Tăng. Thánh Tăng. Như thế là chúng ta đã định nghĩa xong Tam Bảo là gì, xong cái thứ nhất. Quý vị nắm được chưa? Được chưa quý vị? Được rồi ha, trong tài liệu có đủ. Rồi bây giờ đến cái thứ hai, chúng ta đã nợ những gì từ Tam Bảo? Chúng ta đã nợ những gì từ Tam Bảo thì quý vị nhìn lên bảng. Đây hồi nãy tôi có hướng dẫn quý vị đánh dấu vào trong tài liệu đó. Trước hết thì quý vị ghi là Đức Thầy cho biết gì? Con người nhờ tổ tiên cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếm sống cho mình, ấy là về phương diện vật chất. Còn về phương diện tinh thần, con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng, khai mở trí óc cho sáng suốt. Đến đó thôi quý vị nè, tới con người đến chỗ sáng suốt. Rồi bây giờ hỏi quý vị nè, bây giờ kiểm tra cái sức kiểm tra cái sự tiếp thu của quý vị học viên xem có tốt không. Bây giờ hỏi quý vị đó, có mấy ân nợ mà ta đã thọ từ Tam Bảo? Đồng nào nó biết xin trả lời à. Có mấy ân nợ quý vị? Có mấy ân nợ? Đồng nào mà nói bốn? Đồng nào nó bốn giơ tay lên nghe. Đồng nào nó bốn? Mạnh dạn giơ tay lên đồng nào. Rồi đứng lên, đứng lên. Đồng nào cái này bốn là hoàn toàn chính xác. Xin chân thành cảm ơn đồng bạn, mời quý vị ủng hộ và bó tay. Sở dĩ tôi hỏi để mà gợi ý cho quý vị nhớ đó quý vị, tức là có bốn ân nợ mà chúng ta đã thọ từ Tam Bảo. Ân nợ thứ nhất là gì? Ân nợ thứ nhất là nhờ Tam Bảo, trên bản có ghi nhờ Tam Bảo khai mở trí óc cho sáng suốt, đó là ân nợ thứ nhất. Ân nợ thứ hai là gì? Là gì? Cảm phục Tam Đại Hồng Đại Lực Đại Từ Bi và đại nguyện độ tận chúng sanh của Đức Phật. Ân nợ thứ ba đó là gì? Đó là gì? Giáo pháp của Phật có công năng siêu việt là đưa chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ân nợ thứ tư là gì? Đó là cảm phục ân đức của chư tăng đã hy sinh cuộc đời của mình để xiển dương chánh pháp. Như thế là xong cái thứ hai, là chúng ta đã nợ những gì từ Tam Bảo đó. Quý vị nhớ giùm tôi là có bốn ý nha quý vị. Rồi đến cái ý thứ ba của câu hỏi là muốn đền ơn Tam Bảo ta phải làm cách nào. Thì bây giờ quý vị nhìn bên đây là cách đền ơn Tam Bảo, cách đền ơn Tam Bảo. Bây giờ muốn đền ơn Tam Bảo thì chúng ta làm cách nào đây? Bây giờ thứ nhất là nếu ai mà biết cái đoạn này ghi cũng được, mà không biết thì khỏi ghi cũng được. Cái chỗ là tức muốn đền ơn Tam Bảo mà Đức Phật là đại diện, thì trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn đó, Ngài có dạy các đệ tử rằng các con muốn đền ơn ta ư thì giáo pháp của ta đó, các con hãy cố mà học đi, hãy ráng mà hành đi, hãy quyết mà truyền đi, tất cả mọi sự cúng dường tán dương Phật
không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá khắp đại chúng vậy. Mình ghi cái đoạn đó thì càng tốt, mà không ghi cũng không sao, không bị trừ điểm. Mà cái điều quan trọng là quý vị phải ghi được cái ý thứ hai là Đức Thầy dạy ha, phải ghi được cái đoạn này. Thì cái đoạn này quý vị nhìn vào tài liệu đánh dấu á, Đức Thầy dạy mua muốn là nên tam bảo, thì Đức Thầy dạy như thế nào? Nên bổn phận của chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí huệ được minh mẫn, đang đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đẳng cấp tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Tức là từ cái chỗ nên bổn phận tới cái chỗ là kẻ đời sau vậy. Đối với quý vị lớn tuổi thì bằng cái chấm văn của Đức Thầy như vậy được rồi ha. Nhưng mà đối với những cái em trẻ tuổi thì muốn cho cái bài mình nó xuất sắc hơn thì mình lý luận ra thêm, tức là qua lời chỉ, mình ghi cái đoạn văn nói xong rồi thì mình lý luận thêm là nói qua lời chỉ dạy của Đức Thầy, muốn đền ơn tam bảo thì chúng ta phải bốn ý như này đây: học hiểu đúng giáo lý chân truyền của Phật của Thầy, đối với Phật giáo bảo đó là cái giáo pháp học Phật tu nhân tại gia cư sĩ. Cái thứ hai là gì quý vị? Thực hành theo giáo lý đó bằng các pháp tu mà Đức Thầy đã dạy, đó là tu phước, tu huệ, tu thiền, tu tịnh, vân vân, để làm cho trí huệ mình được sáng suốt. Rồi cái thứ ba là dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và chứng minh cái câu là giải khuyên những kẻ ngổ ngang đến câu luật tự dịnh đàn tử ân. Và cái ý thứ tư nữa là gì? Tiếp tục khai thông nền đạo đức, tức là tiếp tục phổ truyền giáo lý của Đức Thầy. Và chứng minh câu nào nè? Nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thế là xong. Quý vị nên lưu ý là có bốn ân nợ mình thọ ở nơi tam bảo, và cũng có bốn ý về cách đền ơn ha. Cách đền ơn cũng bốn ý, mà cái ân nợ là cũng có bốn ý à. Quý vị nên lưu ý cho vấn đề đó. Vậy là xong cái thứ ba. Bây giờ cái thứ tư là câu hỏi trắc nghiệm à. Câu hỏi như thế này: mỗi người tín đồ Phật giáo hòa hảo phải làm gì mới đúng với câu là phận môn đệ phải lo dung quén, phải không? Cái phần này tôi đọc cho quý vị ghi có hai ý thôi. Bây giờ á, cái bổn phận người tín đồ Phật giáo hòa hảo mình phải làm gì đúng với câu là phận môn đệ phải lo dung quén? Thì bây giờ quý vị ghi nè: muốn dung quén nền đạo, ghi đi quý vị, muốn dung quán nền đạo, muốn dung quán nền đạo, muốn dung quán nền đạo, thì bổn phận của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, Phật giáo hòa hảo chúng ta viết tắt bằng chữ in hoa, thì bổn phận của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, thì bổn phận của người tín đồ Phật giáo hòa hảo mình phải làm gì quý vị? Thì bổn phận của người tín đồ Phật giáo hòa hảo phải cố gắng lo học đạo, hành đạo và truyền đạo. Phải cố gắng lo học đạo, hành đạo và truyền đạo. Đó là xong ký thứ nhất. Chúng ta lặp lại: muốn dung quán nền đạo thì bổn phận của người tín đồ Phật giáo hòa hảo phải cố gắng lo học đạo, hành đạo và truyền đạo. Xong chưa quý vị? Xong chưa? Rồi, ghi cái ý thứ hai: học đạo. Thì quý vị cái việc nắm cái ý thứ là mình dung quán hành đạo là mình phải cố gắng là học đạo, hành đạo và truyền đạo. Nắm cái ý về mình lý luận ra ha. Rồi, bây giờ cái ý thứ hai nè: muốn truyền đạo, xuống gặp đầu dòng thứ hai. Muốn truyền đạo, bây giờ muốn truyền đạo phải làm sao quý vị? Muốn truyền đạo phải làm sao? Muốn truyền đạo phải phối hợp với ban trị sự cơ sở. Muốn truyền đạo phải phối hợp với ban trị sự cơ sở. Phải phối hợp với ban trị sự cơ sở. Mình phối hợp với ban trị sự cơ sở làm gì nè? Thực hiện bốn chương trình đạo sự trọng tâm. Thực hiện bốn chương trình đạo sự trọng tâm. Thực hiện bốn chương trình đạo sự trọng tâm mà ban trị sự trung ương đã đề ra. Rồi xong. Bây giờ giải thích cho quý vị hiểu nè, tại sao mà mình truyền đạo
mà mình phải phối hợp với ban trị sự cơ sở quý vị. Bởi vì ban trị sự cơ sở là một tổ chức hợp pháp được nhà nước công nhận và bảo vệ, cho nên từ cái chỗ đó đó chúng ta có thể thực hiện trên cái quy mô lớn để mà đem lại lợi ích to tát cho nền đạo. Mà ban trị sự cơ sở thực hiện 4 chương trình đạo sự trọng tâm của ban trị sự trung ương đề ra. Thì 4 chương trình đạo sự đó là gì? Cái 4 chương trình đạo sự này á, cuối khóa quý vị có thi đó nha. Đó, cái 4 chương trình đạo sự nè, cái đạo sự thứ nhất đó là cái đạo sự phổ truyền. À, đạo sự phổ truyền, quý vị khỏi ghi, chị hiểu thôi. Rồi tới chừng đó ban giám thị không phát giấy cho quý vị. À, cái đạo sự thứ nhất là cái đạo sự phổ truyền, tức là bây giờ ở đây ban trị sự giáo hội Phật giáo và ở xã Phú Thọ, mọi lớp giáo lý căn bản Phật giáo bản đó, ở đây đó gọi là đạo sự phổ truyền, phải không? Đạo sự phổ truyền gồm có mọi lớp giáo lý căn bản nè, tổ chức các buổi thuyết giảng giáo lý nè, tổ chức đọc giảng lệ nè, tháng 4 ngày nè, rồi gì nữa, ấn tấm xâm dẫn thi gian giáo lý của Đức Thầy dân dân, phải không? Đó, đó gọi là đạo sự phổ truyền. Thứ hai là đạo sự gì? Từ thiện xã hội để đem lại lợi ích cho nhân sinh. Thì từ thiện xã hội thì tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng của mỗi ban trị sự, như là các nhà tình thương nè, rồi xây cầu, bắt cầu, rồi bồi lộ, hay là xe chuyển bệnh miễn phí, hay là phát gạo cho người nghèo, dân dân và dân dân, phải không? Tùy theo cái khả năng của mỗi ban trị sự mà làm. Rồi cái đạo sự thứ ba là gì? Cái đạo sự thứ ba là tổ chức và nhân sự. À, ví dụ như tổ chức các ngày đại lễ, hay là tổ chức mở lớp, vân vân. Đó. Rồi nhân sự đó, đầy đủ, đoàn kết thì chúng ta mới làm được. Nó thì gọi là công tác là tổ chức và nhân sự. Và cái đạo sự thứ tư là đạo sự kiểm soát. Đó. Đạo sự kiểm soát tức là chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, rồi bài trừ những cái biến tướng làm sai lệch với tôn chỉ giáo lý của Đức Thầy. À, cái đó là đạo sự kiểm soát. Giải thích cho quý vị hiểu thôi, chú quý vị khỏi gì. À, thì kính thưa quý vị, cái chuyên đề ân tâm mạo đến đây đã hết. Trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng không quên cầu nguyện giáo hội ân tâm mạo qua linh tổ thầy đồng gia hộ cho toàn thể quý vị hiện diện nơi đây, thân được mạnh lành, tâm được tịnh thanh, trí được sáng suốt, để nhớ bài lâu, làm bài tốt, học bài mau thuộc, để cuối khóa ai cũng đạt điểm 10. Thân ái kính chào, Nam Mô A Di Đà Phật.